lợi dụng một số hoạt động trái phép của Trung Quốc trên biển Đông và phản ứng của Việt Nam, các thế lực thù địch đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển, đáng chú ý họ cho rằng Đảng, nhà nước Việt Nam sợ Trung Quốc, không dám dùng vũ lực để đánh đuổi quân cướp biển, rồi đưa ra quan điểm sai trái, phải chăng vì sức mạnh quân sự của Việt Nam quá yếu, lạc hậu hay tiền thuế của dân đã bay hơi. Từ đó, họ nêu yêu sách rằng Đảng Nhà nước Việt Nam cần bỏ ngay chính sách quốc phòng 40, phải liên minh quân sự với các nước lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, bắt tay với phương Tây để nhận sự hỗ trợ về mặt quân sự, tăng thêm sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển Đông. Với quan điểm cố chấp ấy, họ không chỉ xuyên tạc đường lối ngoại giao của Đảng, nhà nước ta mà còn tuyên cáo rằng, sự tồn tại của Đảng và chính sách ngoại giao của Đảng hiện nay là không phù hợp với xu thế của thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Đảng phải thay đổi và dám đánh đổi. Là người Việt Nam yêu nước, ai cũng hiểu vai trò tác dụng của sự liên minh, liên kết trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo của sự vận động phát triển trên thế giới là đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc nên việc các nước giúp nhau bảo vệ chủ quyền và lợi ích là không hề đơn giản. Ai sẽ đứng ra tổ chức liên minh, lợi ích vật chất được huy động để cho liên minh thực hiện thế nào và kết quả chia chác lợi ích ấy ra sao? Điều đó hoàn toàn không đơn giản, không phải cứ mong muốn theo ý chí chủ quan là có thể thực hiện. Và lại sự không đồng nhất về ý thức hệ và quan điểm trong sự liên minh liên kết sẽ làm mất đi những giá trị mà chúng ta đang có. Thực tế chứng minh rằng Việt Nam có đủ mọi điều kiện để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Trong lúc khó khăn, vận mệnh quốc gia ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta đã tự tin vượt qua, chiến thắng mọi kẻ thù, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nếu kẻ thù nào liều lĩnh xâm lược Tổ quốc ta, chiếm dụng tất đất, tất biển, thì nhất định chúng sẽ chuốc lấy những thất bại thảm hại. Với chính sách quốc phòng 40, quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước ta là không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không chọn bên, không chọn phe, chỉ làm theo lẽ phải, sự chính nghĩa vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, phải tỉnh táo, sang suốt để tránh xung đột, chiến tranh có thể xảy ra, gìn giữ hòa bình để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Có con đường đi đúng, tại sao chúng ta phải thay đổi? biến đúng thành sai chỉ vì những lời đàm tiếu xuyên tạc của các thế lực thù địch cần khẳng định lại cho rõ rằng việt nam không cần liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống lại nước kia sự thật này không thể xuyên tạc